bầu chiêu chứ dạ. 2:18 phút rồi, em đang trong xe chờ rước baby. 2:45 nóng quá, trong xe mở em mở 33 độ. Mười mấy năm rồi đó, nhưng mà em thích cái này nhất à. Đấy biết bao nhiêu cái rồi, em đóng bảo hiểm MS mà mỗi năm được bao nhiêu tiền kiếm, kiếm cần rồi kiếm mát, nhưng mà em thích mua cái này thôi, nó vừa đẹp. Hồi đó mua là 950, còn biết bao nhiêu mấy cái khác không thích, không có đeo. Ngồi trong máy lạnh mà còn thấy nóng nè. Trời ơi, đứa nào nó lên xe nó bấm tắt máy lạnh hay cái gì. Mình mở máy lạnh nãy giờ mà nói nó không mát. Đố tay chồng con tôi. Ú không? Ú 74kg mà ú. Hay là cái mặt nhỏ. Mặt mà to như mấy người mặt tròn chắc chết luôn.